Trời ơi mấy bà ơi, tôi mới học được câu đố này mắc cười lắm nè. Tôi đố mấy bà nha, bệnh gì mà bác sĩ bó tay? Còn gì nữa, bệnh ung thư. Tôi khẳng định luôn, bệnh tiểu đường. Bệnh cực Gona. Trời ơi, con nhiêu đó cũng làm tốn thời gian của người ta nữa. Bệnh gãy tay. Mắc cười không mấy bà? Không. Mắc cười, trời ơi, cười chết luôn á. Hiện tại mình mới vừa lập một cái fanpage mới để dành cho những bạn theo dõi mình qua Facebook cũng như là xem hình ảnh và xem những cái video hàng ngày của mình trên Facebook, thì mình sẽ để ở đây, thì các bạn nhớ vào theo dõi cũng như là like cho mình nha. Cảm ơn mọi người, còn bây giờ thì chúng ta tiếp tục thôi. Xin chào tất cả các bạn, mình là Buka đây và chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình. Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục chương trình khi vạn vật hấp hối và khi vạn vật biết nói. Ok, thì trước khi bắt đầu vào video thì nếu các bạn thích thì đừng quên để lại cho mình một like, share video để ủng hộ cho channel của mình. Còn thấy tốt hơn nữa thì các bạn có thể nhấn vào nút đăng ký cũng như vào cái chuông để nhận được thông báo từ video mới nhất nha. Còn bây giờ thì chúng ta hãy đến với lại những cái bờ môi căng mọng, những cái cặp mắt mắt tia là chết người này. Sẵn sàng chưa? Let's go. Ok, cái đầu tiên là chúng ta đang thấy là mình chuẩn bị theo kỳ, nội dung nằm hết trong sách giáo khoa. Có giới hạn phần nào không cô? Có. Trong quá trình học vui lòng chừa hai cái bìa ra giùm tôi. Tôi ra đề không có trên hai cái bìa. Ok. Cô ơi, đề dễ không cô? Có ai như bạn này không? Đi thi kiểu như làm như là mình thân với cô giáo đó lắm. Nếu mà thân hỏi từ đầu tới cuối luôn, cô ơi, đề có mấy chữ vậy cô? Đề khó không cô? Đề là có bao nhiêu đề cô? Có 1 hay 2 đề cô? Nói chung là quá trời luôn, hỏi tùm lum luôn, hỏi tới khi nào mà. Đề thi rất dễ, vừa sức tôi. Là vừa sức cô chứ đâu phải vừa sức tụi nó. Tôi cho đề giống y hệt năm rồi, khác cái cách làm với cái đáp án. Cho đề giống như năm vừa rồi, khác cái cách làm với khác cái đáp án. Vậy là nó khác mẹ hết nguyên cái đề rồi. Trắc nghiệm hay tự luận vậy cô? Tôi cũng không muốn làm khó mấy em làm gì. Tôi cho đề trắc nghiệm. Ok, đề trắc nghiệm. Các bạn đi thi mà các bạn gặp đề trắc nghiệm, các bạn sẽ đỡ lo hơn tự luận đúng không? Lỡ mình có viết bài gì, giáo viên trừ điểm. Có phần điền bài giải của câu trắc nghiệm đó vô. Ok. Bài giải sai mà khoanh câu trắc nghiệm đúng, tôi cũng không có chấm điểm. Cô ơi, đề thi có câu nào gỡ điểm không cô? Tôi thấy em hỏi hơi nhiều rồi đó. Đúng rồi, nó hỏi đúng nhiều luôn. Cái đề thi cho em nha. Dĩ nhiên là trong đề thi tôi sẽ có câu cho mấy em gỡ điểm. Hợp lý. Gỡ bảng điểm ra khỏi hệ thống trường, rút học bạ đi về nhà đi chăn vịt. Gì cọc vậy bà nội? Đi thi đi học đâu mà giáo viên gì cọc dữ vậy? Đừng cọc nha. Cọc là mấy hiệu trưởng á. Trời, mấy em nghĩ sao vậy? Trong quá trình học mấy em không lo học, mấy em lơ là học hành chứ rồi giờ đòi gỡ điểm. Ủa cô nói gì kỳ cô? Tụi em cũng phải đi làm giúp phụ vợ phụ giúp ba mẹ, cái kiểu cũng đâu có thời gian nào học cô. Không nói giỡn chứ, các bạn hãy cố gắng học nha. Cô ơi, giảm bớt phần học được không cô? Nhiều quá, tụi em học không hết, tụi em còn nhiều môn lắm. Nghe cái này tôi thấy hợp lý. Là bạn nào mà học kiểu cảm thấy nhiều môn quá thì đôi khi là tôi biết là các bạn có áp lực, nhưng mà hãy cố lên. Thực ra thì mình nghĩ là các bạn nên cố gắng học. Có thể là các bạn không cần phải học gọi là đứng nhất lớp hay là xuất sắc nhất lớp, các bạn chỉ cần học để các bạn đủ điểm để qua môn, thì tốt hơn nữa thì các bạn có thể gọi là điểm cao hơn. Nãy chỉ cần mà chúng ta cứ tà vậy thôi là chúng ta sẽ dần chúng ta sẽ trưởng thành. Tôi bằng tuổi với em hả? Tôi mê học thiệt không vậy cô? Trời ơi, lần đầu tiên tôi thấy có người mê học luôn á. Trời ơi, tôi nghèo sơ nghèo sát, đâu có tiền cho tôi đi học hồi đó hả? Cái thời mà nó nghèo còn hơn cái gì nữa, ăn chao không đó mấy em. Ôi ôi, cô chỉ ăn chao đấy hả cơ vậy? Vịt nấu chao. Trời ơi, ăn chao nhưng mà ăn vịt nấu chao nhà chắc nghèo lắm. Ừ, nghèo. Nhiều bữa ha, thèm vú dê nướng. Ôi trời ơi, nghèo mà biết tới món vú dê nướng luôn. Oh my. Chân gà chiên nước mắm. Ôi trời ơi, nghèo mà biết chân gà chiên nước mắm luôn. Chắc từ nghèo cô dưới kia chắc từ nghèo đó. Tụi nó mấy đứa giàu chắc tụi nó cũng ăn sơn hào hải vị như là tôm hùm của Alaska cái kiểu à. Đâu có đâu mà ăn. Hả? Ủa, nghe giống mồi nhậu quá ha cô. À được. Cái em kia em chiên da nhảy vừa hỏng tôi em ngồi. Ê, tính ra có trong lớp có mình nhỏ đó hỏi à. Em giỏi thì em lên em dạy thay tôi đi. Ok. Em đứng lên. Em đứng luôn. Em ngồi xuống. Em ngồi luôn. Làm cái gì tính lên đây dạy thiệt hả? Trời, tôi nói cho mấy em nghe gì đó là để mấy em biết là ngày xưa người ta nghèo dữ lắm, người ta ham học mà người ta học không được. Bây giờ mấy em đầy đủ. Hả? Ham học đáng lẽ là học gì gọi là sẽ... Những ai mà ham học có nghĩa là chứng minh họ sẽ học giỏi tại vì họ ham học. Tại sao lại học không được? Mấy em không chịu. Không có đủ điều kiện. Học làm sao?
Bây giờ là qua luôn hả? Ok. Đi chị. 19 cân. Trời ghẻ dữ vậy. Lấy em ký đây tiền nè. Cái này cưng đưa tận trăm mà cái này có 19 ngàn, chị không có ngàn lẻ chị thối. Cưng có ngàn không cưng đưa chị ngàn đi, chị thối cưng 80. Bà nhiều chuyện cái sợ luôn á, lẻ ngàn nè. Ủa mà xa xa làm sao bà ơi? Wait a minute. Tự nhiên cái bịch này 19 rồi đưa ta đưa bà 101, thối lại 80. Có cái gì đó sai sai. Tôi không biết nữa, tôi thấy nó sai sai thì sao bà ơi. Trời ơi, ta thần đồng đất Việt mà mày nói tao tính sao. Đúng rồi, trời ơi, mấy bạn có thể mấy bạn không biết thôi. Mấy bạn học giỏi toán, chuyên toán, không có tính bằng mấy cái bà ngoài chợ đâu. Mấy bà tính, mấy bạn đi sắp dép luôn ấy. Mày coi đây nè, cái này 19, mày đưa tao 100, tao thói mày 81, mày đưa tao thêm 1 ngàn nữa, 81 trừ 1 cho 80. Ôi trời ơi, thần đồng đất Việt, trời ơi. Trời ghê chưa. Tính như máy luôn bà. Ăn gì cưng, hủ tiếu nhiêu bịch chị? 30. Ủa gì bịch nước lèo với thịt không, không có hủ tiếu là ngon. Bình nước lèo với lại thịt không lấy hủ tiếu cũng có bán đó. Tôi nghĩ là 25. Trời trời ơi đúng luôn. Tại vì các bạn biết không, mấy cái thứ tinh bột á, như là các bạn ăn cơm thêm hay cái kiểu, mình nghĩ là nó chỉ take từ 2 cho tới 5 ngàn à. Kiểu dĩa cơm thêm 2 ngàn, 3 ngàn cái kiểu. 5 ngàn đúng hợp lý. Bình hủ tiếu không đi 5 ngàn. Xì tôn. Bực thầy kinh tế. Ham rẻ mà không chịu tải GrabFood về xăng vô chờ. Rồi bắt đầu cái này quảng cáo rồi nè. Ủa là gì chị? Trời ơi gần gần vậy mà mày không biết hả? GrabFood đây nè, từ 16 tháng 9 cho tới 30 tháng 9 là có chương trình shop thần deal mua một được. Ủa tính ra là hôm nay vẫn còn mọi người. Thì coi như là lỡ rồi cho người ta quảng cáo luôn đi. Là được 4 cái voucher là 60 ngàn luôn đó. Trời đã vậy hả? Mua một được 4 luôn hả? Chị chỉ em làm coi. Trời thì có cái gì đâu. Bây giờ mày vô cái app Grab, cái mày vô mục đồ ăn, xong rồi mày kiếm cái chỗ mà shop thần deal nè, có cái hình giống mình à, thần điêu đại hiệp đúng không nhỉ? What? Hay là thần điêu gì vậy? Vô đó rồi săn thôi, dễ ẹt hả? Dễ lắm. Ok, tôi chọn mua một được 4 thiệt là bà ơi. Ôi bây giờ tôi được 4 cái voucher 60 ngàn nè, tôi mua 2 bịch hủ tiếu, cái tôi áp dụng 1 mã hết 60 ngàn đó, cái tôi còn dư là 3 mã tôi áp dụng luôn, vậy là bà bán tôi 2 bịch hủ tiếu mà bà trả tôi 180 ngàn. Ôi trời ơi, lại thần đồng đất gì. Bán trái cây nó mày khôn dữ lắm mà tao đâu có tin. Giờ tao tin rồi đó. Em cảm ơn chị nhiều nha. Giờ cho em thả trái bơm vô quán chị nha. Em không mua nữa. Em về nhà em đặt GrabFood nha. Bơm hàng, bơm hàng. Bộ hãy dưới đầu, bò thủ dưới nhà. Ở con chó bị đi ngọn mũi đồ hô hoàng. No God. Ê, có khi nào mà thằng đang quay clip nó sẽ đập, nó sẽ bị đập không? Và cái ông áo đen này sẽ đập chết nó không? Người ta tốn công tốn sức để vẽ cho chúng ta một cái hình chiếc lá hay là hình trái tim gì đó trong một cái ly cà phê. Ngoại đổ. Thổi điện. Khứa hơn nữa giờ tao khô máu chứ mày á. Ôi thôi anh bớt nọng đi. Em má người Huế. Người Huế vô làm nữa. Mà cổng nhận cái thằng đi nó thấm thiệt. Nó thấm mà nó thấm kiểu như thấm vô cùng. Thôi cũng kệ nó đi. Đường nó đi có mấy anh áo vàng đợi. Việc nó làm có ông cậu bà mợ dòm gón. Gì vậy? Vỏ quýt dày có móng tay giả, uống nhanh lên đi rồi tự giác ý thức mang cái ly vô đây mà gửa người ta thanh toán. Mà khoan, trước khi đi nhớ móc cái điện thoại ra viết một câu status khen lấy khen để, lúc đó hãy tan tên tao vô nghe. Chết chứ không phải là tan, trời ơi đừng có tan nữa, trời ơi tan Wu-Tang Clan hả? Chị em bằng gì của em bằng chú hãy nhanh chóng lên sùng sịnh quần áo, chúng ta sẽ được tiện cúng. Này coi quá nhiều phim bộ, cái gì nói chung là tôi không muốn coi phim đó, mấy cái thể loại phim đó, nhưng mà tôi cái gì trong cung rồi đại náo cung, cái gì cùng tùm lum cung rồi cung trăng cung gì đó, cung cung gì đó, nói chung là nó ở trong hoàng cung và tụi nó sẽ rồi chị em đấu đá cái tầng phi chém nhau cái kiểu đấy, rồi các má thái giám kiểu quỷ diệt nhau. Vậy là chúng ta sẽ được làm phi tầng rồi đó hả? Có khùng quá không vợ, lo mà chạy bộ cho xương chắc khỏe dẻo dai đi kìa, gừng xả tắt và đặc biệt lá chanh đang đợi tụi em đó, đợi đi, chiều nay sau 5 giờ ông bà sẽ gọi tên. Rồi mày chơi sổ sổ hay chí mà chơi sau 5 giờ thì tôi nói gì đó được không? Dân nữ gì đâu mà lạc không có phép tắt gì hết trơn. Thực ra ẻo quá, tôi không nghe được cái gì, tôi cũng hiểu được mẹ vậy. Thôi kệ, thôi cho qua đi. Luôn á trời, bạn bè buôn bán ủng hộ tao rồi tao mừng chứ, thấy cái ngữ mày bước vô thấy có điềm. Mà nói thiệt nha, tôi mà có một cái ly trà cà phê này hay là ly cappuccino cái kiểu á, tôi sẽ chụp 1800 tấm ảnh để gọi là gì ta, anh thợ ở đây, anh nhân viên ở đây đổ cà phê, đổ sữa, đổ kiểu đẹp quá đi. Hồi nãy thì mày nói mày mang về đi, tao bị đau tử, tao gán ồn mình, tao làm cho mày một ly cappuccino, còn bây giờ mày đối xử tao gì đó hả, mày đành đạn gì hả, thằng khứa. Cho tao xin lỗi đi, tao cần gọn, không vui thôi.
dán cái mỏ giùm tao cái đi. Thôi mà, nói thì nói vậy thôi chứ cuộc sống này có khó khăn vấp ngã, bà phải biết tiến lên. Nhưng mà nhớ tiến lên 52 lá cho đủ 4 tay nha bà nội. Bạn thân hay từ bạn thân? Nói chứ cà gõn thôi, cố lên má. Được. Tưởng cứ tưởng là được cầu hôn nhưng mà bị tao rank. Ok. Dạ. Ok. Mấy phút nữa tan ca chị. Tính theo hợp đồng thì còn khoảng nửa tiếng nữa em mới tan ca. Nhưng hôm nay thôi chị cho em tan ca sớm. À đấy, như vậy đấy. Người đang lôi đầu ra trước cửa quán sụm nụ nữa cho chị. Quán này nó từ đẹp mà xấu xúc phạm người nhìn, xấu bất bình cảm xúc, xấu bức xúc tư duy, xấu âm trì địa ngục. Xấu mà xấu kiểu rạng rỡ non sông, xấu liên thông quốc tế, xấu từ nắng xế cho tới chiều tà, xấu từ bến phà cho tới bến cảng. Đánh khi nào mà nó từ hàng phách luôn. Khi mày làm quản lý là người chơi hả? Văn thư. Ba xuống còn hàng sida loại 1 cho chị. Cho nó bỏ cái nư cái nết đó. Vui lắm anh ơi, lòng em rộn ràng. Vua quê hương tôi vui chạy hồi. Đó là tiếng lòng của tao được thể hiện qua music. Nhưng mà tao cũng vui lắm vì tao biết ngày này năm sau tao được ăn 2 lần. Một là ăn trung thu, hai là ăn cái đám giỗ mày. Tao mày nói tao là mày có bằng lái rồi. Ừ, tao có bằng lái rồi mà bằng lái máy cài bữa ba tao mới chỉ tao. Còn xe đạp ai cần bằng lái mày ơi. Có bằng lái mày lấy máy cài. Tao là đạp thôi. Nhưng mà có điều tao lỡ cái chân tao không có đạp cho các bạn đạp xe mà tao lỡ tao đạp mày. Giờ mình mấy tao về giá cái mặt lại gặp chị Hằng nhận quà. Bà thấy tao bà sợ bà dậy cà tưng mới tưởng nó hạ bá lên bờ á. Tán. Ủa khoan, từ từ, nó có cái gì sai sai ở đây á. Tao là hổ mà ta. Ừ. Sai chắc rồi chứ còn hình như cái gì nữa. Phải là hổ báo lên, nó sợ mình. Tin tao đi, hổ báo lên là nó sợ hả? Được không? Ê thằng kia đứng lại mày. Tính hổ báo trường mẫu giáo hả? Không có ai ra gì hết đúng không? Mày mới nói cái gì đó còn hổ thân heo kia. Mày có tin tao chọt cái cây này từ lỗ mũi mày xuống tới cuốn họng mày không? Nhìn là cái thân mày đi rồi mày kêu người ta sợ. Trời đất ơi, từ trên xuống dưới. Cái mặt thì như cái chậu mà tưởng là hoa hậu quốc gia. Bản chất là hàng sida mà tưởng là hàng Canada nhập khẩu. Ok ok, là người chơi chữ nữa trời, người chơi văn thơ nữa. Chậu mà tưởng là mình là siêu mẫu đăng quang. Cái mặt thì đầy quang mang mà tưởng là mình chứa trang cảm xúc. Mày mà còn làm phiền tao một lúc là tao xúc mày tại nơi đây đó. Trời ơi, tao chọc cho nó giận nữa rồi chắc tao không xúc là tao xúc mày tại nơi đây đó. Dạ dạ dạ, em xin lỗi anh, em xin lỗi anh. Phụ nội mày con hư cái cổ đâu rồi. Mày bài tao chi người nó chửi tao chán dán mặt mày đây nè. Bữa nay mày chết bà mày với tao. Tao thấy mẹ rồi mày ơi. Tao chọc cho nó giận nữa rồi chắc tao không sống sót qua trung thu năm nay quá. Trời đất ơi, chạy lẹ đi còn đứng nhìn gì đâu nội. Nó tát một cái hết đi đường mất. Tự nhiên có cái cảnh cô cao cổ bám lên cổ con kia chạy. What the hell? Trời ơi, cái gì vậy bay? Nay trên thiên đình mà cũng có vụ động đất sóng thần ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới nữa hả? Trời đất ơi, đi ra coi coi vụ gì vậy? Dạ thưa bệ hạ, thưa có vụ gì vậy? Tâu dân. Dạ muôn tâu bệ hạ, chúng ta vừa nhận được một quả ngư lôi dạng hơi có ngư lôi mùi do một cô gái ở trần gian ban tặng và mùi hương nó đang le lói đến lỗ mũi của bệ hạ. Đâu đâu đâu, cái gì đâu, mùi gì đâu, hửi cái coi tô đó coi mùi nó thúi dữ vậy. Đó là thấy mẹ mày chưa, cười nữa đi con, cười lớn lên, cười lớn hơn nữa cuộc non già lộn với bao tử rồi kìa, cười ngồi cho lên tới cuốn họng luôn. Trời đất ơi, hồi đó tao đẻ mày đúng ngày đúng tháng đúng giờ mà sinh ra mẹ tròn con vuông mà đâu có mắt đằng dưới đâu. Bộ giờ Hà Bá nhập mẹ hay gì mày ngồi mà cười như điên hả? Tính làm cho kịp giờ đi đầu thai hả? Okay, giảng sanh cực lạc luôn á. Rồi mày đi trước vậy đó. Ủa con gấu hả? Rồi cái gì vậy má? Mày làm cho con gái đáng trong quần luôn á trời. Trời đất ơi, chưa ai làm gì nói nữa trời á. Trời ơi, nó đẩy cái cửa muốn rớt cái đầu xuống đất luôn vậy hả? Nó làm như vừa lắm vậy. Đi, nó làm rớt bình trái cây kẹo thông qua ăn để tránh ngang tâm lý đi. Kỳ cục. Trời ơi mấy bà ơi, tôi mới học được câu đố này mắc cười lắm nè. Tôi đố mấy bà nha, bệnh gì mà bác sĩ bó tay? Còn gì nữa, bệnh ung thư. Tôi khẳng định luôn, bệnh tiểu đường. Bệnh cực gương nè. Trời ơi, con nhiêu đó cũng làm tốn thời gian của người ta nữa. Bệnh gãy tay. Mắc cười không mấy bà? Không à, mắc cười, trời cười chết luôn á. À, tao cũng mắc cười á, tao trời tao trời ơi, tao cũng mắc cười ghê luôn á. Cười của tôi cười ủng hộ. Thôi để tôi kể cho mấy bạn nghe câu chuyện này nè. Chuyện là ông chủ của mình á bữa nay. Tao bắt đầu lấy cười nè, thấy hang này nó bơi lắm rồi. Còn chưa kể gì trên sao buồn buồn cười là buồn cười. Nó bị làm sao á tụi bay? Tôi thấy nó chất dữ lắm rồi đó. Ủa chất là chất gì bà?
chất thải sinh hoạt bám đầy người. Ông chủ xài nó không chịu dọn dẹp gì hết trơn. Hèn chi nó lát quá trời nè. Điện thoại mình bên hai biển làm sao vậy trời? À quên, mình mới tải cái app Noclin nào để mình xài thử thôi. Ok, quảng cáo. Đố lại câu khác nè. À, tôi đố mấy bà nha. Nắng 3 năm bóng. Ê, mày xúc phạm. Nắng 3 năm. À, nha, mày nói ai bóng mày? Ai xúc phạm gì? Rõ ràng tôi trả lời câu hỏi cho bà đó. Nắng 3 năm tôi không bỏ bạn, mua 1 giờ bạn lại bỏ tôi. Đó là cái bóng. Trời ơi. Ê, mấy bà. Không mấy mình gửi cái app Noclin nợ của nó được không? Nó nhanh quá, tôi làm không lợi. Ok, quảng cáo. Ok, vậy thì chúng ta cũng đã coi xong cái chương trình Khi Vạn Vật Hấp Hối của Long Khi Vạn Vật. Má tôi nói, tại vì tôi giỡn với lại mấy đứa bạn trong Discord đó, là cái Khi Vạn Vật hấp hối á, là Khi Vạn Vật Biết Nói, tôi cứ nói hoài, hấp hối hoài luôn, rồi xong rồi ngồi tôi bị liệu, tôi xin lỗi mọi người. Thì để tôi nói lại, thì cuối cùng chúng ta cũng đã xong cái chương trình Khi Vạn Vật Hấp Hối rồi. Khi Vạn Vật Biết Nói, khi Vạn Vật Biết Nói. Ok, cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi video này và hẹn gặp các bạn trong video kỳ sau. Còn bây giờ thì bye bye.